người rất tốt bụng, hoạt bát và nhanh nhẹn. Lần đầu tiên chúng mình không gặp nhau trực tiếp nhưng chúng mình nói chuyện qua mạng. Với mình thì chú rể là một người rất là trưởng thành, rất là yêu thương mọi người và mình thấy chú rể luôn là người trân trọng mình. Trong quá trình yêu nhau thì chúng mình đã yêu xa trong vòng một năm và để quyết định hôn nhân là một điều rất là đáng quan trọng và đáng yêu trong cuộc đời của mình. Hôm nay là ngày vui của con, nên là bố mẹ chúc con trăm năm hạnh phúc, hai con cố gắng bảo ban nhau, chịu khó phấn đấu trong công việc cũng như là trong mọi lĩnh vực. Bố mẹ chỉ biết là dặn hai con sống cho được vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ đã mừng rồi, bố mẹ rất là... Đây là cục vàng của bố đấy, tài sản của bố đấy, nha. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Chúc mừng ngày vui, cô dâu chú rể. Take my whole life to. Chúc cô dâu trăm năm hạnh phúc. My
flash light, 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 yeah. As long as you love.